Chào mừng các bạn đã đến với video của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối mạch cảm biến chạm. Ở đây thì mình đã có một cái cảm biến chạm ở đây. Việc đầu tiên là mình sẽ phải hàn chân cho cảm biến. Các bạn có thể thấy là nó sẽ gồm có 3 chân này. Đó, thì mình sẽ hàn 3 chân cho nó. Tiếp theo thì mình sẽ kết nối rô le với lại cảm biến. Rồi, thì chân ở giữa sẽ là chân VCC, bên phải là GND và bên trái sẽ là chân tín hiệu. Mình sẽ nối dây cho ba chân. Chân GND thì mình sẽ kết nối với lại nguồn âm trên bo test. Chân VCC thì mình sẽ kết nối với lại nguồn dương trên bo test. Còn lại chân tín hiệu thì mình sẽ nối với lại chân 2 trên cảm biến chạm. Nhớ là chân số 2 nha các bạn. Rồi ok. Còn chân số 1 trên cảm biến chạm thì mình sẽ kết nối với lại GND trên bo test. Đó. Tiếp theo, còn lại chân số 3 trên cảm biến chạm thì mình sẽ kết nối với lại chân dương trên bo test. Đó, như vậy là việc kết nối của chúng ta đã xong. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho nó. Đó. Mình thử nha. Đó, các bạn có thể thấy là khi chạm vào thì đèn nó sáng. Và khi bỏ tay ra thì đèn nó sẽ bị tắt. Tuy nhiên là nếu như các bạn muốn đèn nó sáng mãi thì sẽ không được, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái điều này. Đó. Thì các bạn có thể thấy cái chữ B ở trên cảm biến đấy, thì ở chỗ chữ B đây nó có hai cái chấm nhỏ, thì mình sẽ tiến hành hàn hai chấm nhỏ đó với nhau. Các bạn nhìn kỹ nha. Đó, cái chữ B đó thì mình sẽ hàn nó với nhau, hai cái chấm đó với nhau. Rồi sau khi hàn xong thì mình sẽ lắp lại nó vào mạch điện để xem nó có thành công không nha. Vâng, sau khi hàn lại thì các bạn có thể thấy là khi chúng ta chạm vào một lần thì đèn nó sáng, và chạm vào lần thứ hai thì đèn nó sẽ tắt, chạm vào lần nữa thì lại sáng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay.